Dạ, mến chào quý bà con. Hiện tại là tối ngày 14 tháng 10 năm 2021. Mình xin cập nhật một số thông tin chính của tỉnh Vĩnh Long trong ngày. Thứ nhất là thông tin về Covid-19. Từ sáng ghi nhận là 7 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 5 trường hợp là công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về cách ly tập trung tại khu cách ly huyện Mang Thít. 2 trường hợp đến khám và sàng lọc tại trung tâm y tế thành phố Vĩnh Long, có địa chỉ tại An Thái Trung, Cái Bè, Tiền Giang. Tính đến 18 giờ thì ghi nhận thêm 7 trường hợp nghi nhiễm, trong đó có 1 trường hợp là tài xế xe luồng xanh đi từ thành phố Hồ Chí Minh về qua khám và sàng lọc tại trạm y tế xã An Phước, huyện Mang Thít. 1 trường hợp đi từ thành phố Hồ Chí Minh về qua khám và sàng lọc tại phòng khám đa khoa Ánh Thủy, phường 3, thành phố Vĩnh Long. 5 trường hợp là F1 được cách ly trước đó tại trung tâm y tế thành phố Vĩnh Long 3 trường hợp, trung tâm y tế huyện Mang Thít 2 trường hợp. Như vậy là cộng dồn trong ngày 14 tháng 10 là ghi nhận là thêm 14 trường hợp. Đến thời điểm hiện tại là tỉnh Vĩnh Long là ghi nhận là 2.419 ca đã công bố, trong đó là có 14 ca nhập cảnh. Trong 2.419 ca đã công bố thì đã điều trị khỏi cho 2.227 ca bệnh. Trong ngày thì có 10 bệnh nhân đã khỏi bệnh và không có ca tử vong trong ngày. Tiếp theo là thông báo khẩn của Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 thị trấn Chợ Ôm, thông báo tìm người đến nơi có nguy cơ mắc Covid-19 như sau. Những ai đã từng đến và tiếp xúc với nhân viên ngân hàng Sacombank chi nhánh huyện Chợ Ôm, địa chỉ là số 15D, 16D, đường Gia Long, khu 1, thị trấn Chợ Ôm, huyện Chợ Ôm, tỉnh Vĩnh Long, thời gian từ ngày 28 tháng 9 năm 2021 đến ngày 12 tháng 10 năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 thị trấn Chợ Ôm đề nghị khẩn trương liên hệ trạm y tế thị trấn Chợ Ôm hoặc trạm y tế gần nhất để khai báo y tế theo quy định. Tiếp theo là thông tin tràn lan kit xét nghiệm nước bọt quảng cáo có cánh, đánh vào tâm lý e ngại lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 qua dịch tị hầu, họng, miệng, họng mũi. Nhiều trang mạng xã hội, website, sàn thương mại điện tử bày bán thoải mái các bộ kit xét nghiệm nước bọt. Theo lời quảng cáo, người dùng chỉ cần ho hoặc khạc nhẹ và nhỏ 4 lần nước bọt vào túi giấy màu trắng rồi đợi khoảng 10 phút là đã có kết quả xét nghiệm, giá cũng khá chát, từ 150.000 đến 800.000 đồng trên hộp. Không có phản ứng chéo, không đau, không khó chịu, dễ dàng thao tác tại nhà, không phải sợ đau đớn như trong phương pháp lấy dịch mũi, tốt cho người già và trẻ em, độ chính xác lên đến 99%. Sản phẩm duy nhất được Bộ Y tế cấp phép, đó là một trong những hàng trăm lời mời trên khắp các trang mạng xã hội. Theo Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng, trưởng khoa Y tế công cộng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cho biết, về cơ bản, test nước bọt cũng được chia làm hai loại, test nhanh kháng nguyên và test real-time PCR. Các công trình nghiên cứu quốc tế đã cho thấy, test nhanh kháng nguyên và real-time PCR bằng nước bọt có độ đặc hiệu, độ chính xác rất kém, kém hơn so với lấy mẫu vùng tị hầu. Do vậy, nhiều nghiên cứu đã loại ra ngoài việc làm test nhanh kháng nguyên bằng nước bọt. Nhiều test nhanh kháng nguyên bằng nước bọt được rao bán hiện nay chủ yếu là test nước bọt có xuất xứ từ Trung Quốc, có độ nhạy rất kém. Những sản phẩm này chưa được Bộ Y tế cho phép lưu hành, vì vậy người dân sử dụng sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ, ông Dũng nói. Ông Dũng cũng cho biết thêm, một số người như bị kích ứng mũi, dễ chảy máu cam, không thể lấy mẫu dùng tị hầu, họ bắt buộc phải lấy mẫu nước bọt, tuy nhiên độ nhạy kém hơn. Về cơ chế test nhanh kháng nguyên bằng nước bọt, hiệu quả rất kém vì virus không nhân bản trong họng mà nhân bản trên tế bào đường hô hấp như mũi, tị hầu, phế quản. Bộ Y tế đến nay vẫn chưa cấp phép. Khi mua các hàng trôi nổi trên trang mạng sẽ dẫn đến hàng đó là hàng giả, hàng kém chất lượng. Việc sử dụng các test này có thể gây tâm lý chủ quan, dễ gây lây lan dịch bệnh rất nguy hiểm. Tiếp theo là thông tin. Vĩnh Long chuyển chiến lược phòng chống dịch Covid-19 sang thích ứng an toàn linh hoạt. Chiều ngày 14 tháng 10 năm 2021, tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trong tỉnh, đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 12 tháng 10 năm 2021. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Nghiêm chủ trì hội nghị. Trong 2 tuần qua, số ca mắc Covid-19 trong cộng đồng ở Vĩnh Long giảm đáng kể, số ca điều trị khỏi ngày càng tăng.
Các trường hợp phát hiện dương tính trong thời gian gần đây chủ yếu trong các khu cách ly và các công dân vừa về từ vùng dịch. Toàn tỉnh hiện không còn xã phường thị trấn nguy cơ rất cao, có 5 xã nguy cơ cao, 10 xã nguy cơ và 92 xã còn lại được công nhận là địa phương bình thường mới. Ông Bùi Văn Nghiêm đánh giá cao công tác phòng chống dịch của các đơn vị địa phương. Trong thời gian tới, ông lưu ý là cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch ngay tại khu dân cư, xã, phường, thị trấn, phát động phong trào toàn dân phát giác người về từ vùng dịch chưa khai báo y tế. Các địa phương xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyển chiến lược phòng chống dịch sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tổ chức chu đáo chiến dịch tiêm vaccine từ ngày 12 tháng 10 cho đến ngày 20 tháng 10, nhanh chóng, an toàn, đúng quy định, tập trung hỗ trợ khôi phục sản xuất cho các doanh nghiệp, thực hiện tốt các chính sách và huy động các nguồn lực chăm lo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng. Như vậy là theo như kết luận của cuộc họp vào chiều nay là ngày 14 tháng 10, thì tỉnh Vĩnh Long sẽ chuyển chiến lược phòng chống dịch COVID-19 sang thích ứng an toàn và linh hoạt nha quý bà con. Vào ngày mai thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ ban hành cái hướng dẫn để mình áp dụng các biện pháp là thích ứng an toàn và linh hoạt. Như vậy thì quý bà con chờ đợi vào ngày mai nha, xem cái mình sẽ áp dụng các biện pháp như thế nào trong thời gian tới. Như vậy là đến thời điểm hiện tại thì quý bà con trong tỉnh Vĩnh Long thì mình chỉ được đi trong nội tỉnh. Còn khi mà mình muốn đi ra ngoài tỉnh thì mình cũng phải xin ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện để mà mình di chuyển ra ngoài tỉnh nha quý bà con. Bên cạnh đó thì mình đi ra ngoài tỉnh thì khi mà mình trở về địa phương thì mình vẫn phải áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định. Còn đối với tỉnh bạn Trà Vinh thì trong ngày 14 tháng 10 năm 2021 thì Trà Vinh ghi nhận là 21 ca mắc COVID-19. Đến thời điểm hiện tại thì toàn tỉnh Trà Vinh là ghi nhận 1.803 ca bệnh, chỉ khỏi là 1.469 ca, có 21 ca đã tử vong. Bên cạnh đó thì trong ngày, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Trà Vinh cũng đã ban hành thông báo về việc hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết Trà Vinh trở lại kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2021. Thì nội dung thông báo là gửi đến các cơ quan, đơn vị, đối tác và quý đại lý vé số tỉnh Trà Vinh như sau: là kể từ ngày 22 tháng 10 năm 2021 là ngày thứ 6, công ty tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số trở lại bình thường, phát hành vé số truyền thống kỳ vé 30TV43, kể cả vé số tự chọn và quay số mở thưởng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, đối tác và quý đại lý vé số Trà Vinh được biết để tiện liên hệ và làm việc. Vừa rồi thì mình cũng đã cập nhật một số thông tin chính trong ngày 14 tháng 10 năm 2021 để cho quý bà con được biết. Bây giờ thì mình xin kết thúc video clip tại đây nha. Hẹn quý bà con ở một bản tin tiếp theo.